Hello cả nhà nhé. Thì hôm nay em sẽ lên video quay về giá xe mới nhất của dòng Vision trong tháng 7 tháng 8 tháng 9 này. Cả nhà mình đang quan tâm về bất cứ dòng nào có liên hệ liền ngay cho Luyến để nhận ngay 2 triệu đồng con xe đi lại. Kèm thêm một combo và tặng trị giá 3 triệu đồng nhé. Áp dụng duy nhất thì có liên hệ đặt lịch trước cho em Luyến có số điện thoại hoặc là Zalo 0346 552 628. Có ghim số điện thoại và Zalo dưới màn hình nha. Kết bạn đặt lịch qua cho em Luyến nhé. Đây qua về màu sắc về các phiên bản của dòng Vision nha. Có đủ phiên bản cho cả nhà cùng lựa chọn luôn. Thì hôm nay mình lên cho cả nhà chủ yếu về những màu sơn 3D. Có em màu trắng hồng này, màu hồng này, màu trắng dè đen này, trắng xanh, trắng đỏ, rồi màu xanh rêu, xanh ngọc bích này, màu xám tím đen. Đó, để sẽ lúc sơ sơ qua về những cái màu sắc của bên cửa hàng em đang có sẵn mà cũng mới sơn cho cả nhà mình ha. Về màu zin thì có đủ màu luôn, như là màu đen bóng này, đỏ bóng, màu trắng bóng, màu xám xi măng, đen nhám. Bản cổ điển thì có cả phiên bản màu vàng và màu xanh xanh nhám nha. Có đủ màu sắc thì cả nhà mình cùng lựa chọn luôn. Với mức giá hiện tại thì đang hỗ trợ tri ân ha, chỉ có 31 triệu 900 đối phiên bản tiêu chuẩn và 33 triệu 900 đối phiên bản cao cấp. Trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 3 triệu thôi, cầm có 3 triệu đồng mà sở hữu xe rồi nhé. Có liên hệ qua số Zalo giảm ngay 2 triệu nha. Ví dụ như là giá xe là 33 triệu đi, giảm còn 31 thôi, rất là ưu đãi luôn. Ngoài ra còn có hỗ trợ là ship xe toàn quốc nữa. Khách hàng ví dụ như là mình mua xe á, không ghé được cửa hàng thì Luyến có ship toàn quốc này, hoặc là mình ghé cửa hàng mua góp á, làm một sơ độ xong Luyến có hỗ trợ là ship về tận nhà luôn. Anh chị em mình đang quan tâm cũng như là ưng về mẫu nào và có sơn độ theo của khách hàng nhé. Ví dụ mình ưng những cái màu nào khác ngoài những cái màu Luyến đang quay đây thì có thể gửi hình ảnh qua Zalo để Luyến báo giá cũng như là quay cho cả nhà, và đặc biệt là có hỗ trợ xong xe lại nhé. Thì bên này nó có dòng Vario, thì cập nhật giá giá sơ sơ về dòng Vario cho cả nhà ha. Đây, Vario đổi lên áo clip Thái này, và có cả dòng phiên bản Vario Somade ha. Với hiện tại một em xe lên áo clip Thái như này, bên em Luyến đang hỗ trợ giảm sốc chỉ có 40 triệu 900 nha. Trả trước cho Luyến cũng chỉ cần duy nhất là 3 triệu là sở hữu xe, có liên hệ qua Zalo giảm 2 triệu nha. Còn đối với phiên bản màu sơn như này không lên áo clip nha, không độ áo clip thì mức giá chỉ có 37 triệu 900 thôi. Trả trước cũng chỉ cần 3 triệu thôi, có liên hệ qua Zalo giảm 2 triệu còn 35 triệu 900 nha. Bản AB125 thì báo giá cho cả nhà luôn là hiện tại đang có mức giá hỗ trợ chỉ có 42 triệu 900 nha. Trả trước 3 triệu là rent xe. Thì mọi cả nhà muốn biết chi tiết về giá xe cũng như là ưu đãi của cửa hàng em Luyến thì cứ liên hệ qua hotline dưới màn hình của Luyến để nhận ngay sang xe đi lại cũng như là ưu đãi trong tháng 7, tháng 8, tháng 9 này nhé.